miền Nam Bắc kiểu khi va chạm xe miền Nam. Ôi ôi, anh có sao không? Miền Bắc, mày biết bố mày là ai không? Miền người chỉ mỗi anh ấy. Làm tí công nghệ va nhở? Khi chào hỏi miền Nam. Con chào chú, con chào cô. Miền Bắc, bác ạ, cô ạ. Trước khi vào bữa cơm. Con mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời các cụ, con mời ông bà, con mời các bác, con mời bố mẹ, con mời cô chú, con mời các chị, con mời các em. Đi về trễ. Trời ơi, về muộn vậy con, mệt không con ơi. Miền Bắc, sao mà về muộn như này, tao cho mày ra gầm cầu ngủ luôn. Khi đi học muộn. Trễ rồi, đi học con ơi. Miền Bắc, nghỉ.